Con xin kính chào cộng đoàn ngày mới an bình trong tay Chúa Mẹ Maria và Thánh Cải giuse Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ. Xin qua lời chuyển cầu của các ngài cho chúng ta cũng nên thánh qua những công việc đời thường của chúng ta như các ngài. Con xin mời cộng đoàn lắng nghe bản tin giáo hội công giáo ngày mùng 1 tháng 11. Bản tin giáo hội ngày 1 tháng 11 có những tin chính sau đây. Đức Thánh Cha Francisco không ban hành tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục. Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá cho phong trào canh tân trong Thánh Linh. Vật biểu tượng năm Thánh Luce và Frank sẽ hiện diện tại hội trợ truyện tranh và trò chơi quốc tế. Đức Hồng Yêu Malay, giáo hội nhìn nhận thiệt hại do lạm dục nhưng độc thân linh mục không phải là nguyên nhân. Giáo hội Công giáo Ukraine mất một nửa. Số giáo sứ tại các vùng bị Nga chiếm đóng khánh thành khu vực đón tiếp chuẩn bị cho tín hữu viếng thăm đền thờ thánh phêrô thánh địa không có người hành hương và rất nghèo đức học tổng giáo mục mark tô la chào mừng nghị viên bác bỏ hợp pháp hóa trợ tử ở xứ Wales và anh đức hồng y pizan bala mạnh mẽ phê bình israel cấm tổ chức cứu trợ East palestine một số nhóm các nữ tu các minh ở Texas bị trục xuất khỏi đời tu trì. Giáo hội Ukraine mất một nửa số giáo sứ. Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em công bố phúc trình đầu tiên. Đức Thánh Cha lên án Israel giết hại các nạn nhân vô tội ở Gaza. Và tin cuối cùng tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha phép thêm sức đối với mỗi tín hữu là lễ hiện xuống đối với toàn thể giáo hội. Sau đây con xin kính mời cộng đoàn lắng nghe bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha Francisco không ban hành tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Trong bài nói chuyện cuối cùng tại Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục vào chiều ngày 26 tháng 10, 2024, Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên khi phê chuẩn báo cáo cuối cùng, chấp thuận việc công bố ngay lập tức và cho biết Ngài sẽ không ra một văn kiện hậu Thượng Hội đồng. Theo giáo luật, Đức Thánh Cha được phép phê chuẩn văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục trao thêm quyền cho các hướng dẫn của đại hội thượng hội đồng, điều chưa từng được thực hiện trước đây. Ngài nói, theo cách này, tôi muốn công nhận giá trị của hành trình hiệp hành đã hoàn thành mà thông qua văn kiện này, tôi trao lại cho dân thánh trung thành của Chúa. Đức thánh cha giải thích, đó là lý do tại sao tôi không có ý định công bố một tông huấn, những gì chúng ta đã phê duyệt là đủ rồi đã có những chỉ dẫn rất cụ thể trong văn kiện, có thể là kim chỉ nam cho sứ mạng của các giáo hội trên các châu lục khác nhau, trong các bối cảnh khác nhau. Đó là lý do tại sao tôi cung cấp ngay cho mọi người. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng văn kiện này nên được công bố. Năm 2018, trong tông hiến Episcopalis Communio Cải tổ Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Francisco đã ra sắc lệnh rằng Đức Giáo hoàng có thẩm quyền phê duyệt và công bố văn kiện chung kết. Khi đó, văn kiện này sẽ tham gia vào huấn quyền. Thẩm quyền này cũng được quy định trong điều 3 và Môn 3 của bộ giáo luật. Tại cuộc họp báo trình bày tài liệu chung kết vào ngày 26 tháng 10 năm 2022, cha Ricardo Patocchio, thư ký đặc biệt của thượng hội đồng khẳng định những gì Đức Thánh cha Francisco nói sau khi phê duyệt văn kiện này phù hợp với những gì được quy định trong Episcopalis Communio. Cha nói rằng nếu Đức Thánh Cha chấp thuận rõ ràng, thì tài liệu này là một phần trong giáo huấn của Ngài, không phải như một chuẩn mực ràng buộc, mà là một tập hợp các nguyên tắc chỉ đạo. Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá cho phong trào canh tân trong Thánh Linh. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào canh tân trong Thánh Linh, Đức Thánh Cha sẽ ban ơn toàn xá cho các thành viên của phong trào trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11, 2024 20, đến ngày 6 tháng 1, 2026. Sắc lệnh được ký bởi tránh tòa ân giải tối cao, Đức Hồng Y Angelo de Donatis viết rằng, để gia tăng đức tin của các tín hữu và phần rỗi các linh hồn, nhờ vào năng quyền được Đức Thanh Cha Francisco ban một cách rất đặc biệt. Tòa ân giải tối cao chấp nhận yêu cầu mới đây của ông Giuseppe Contaldo Chủ tịch Quốc gia của phong trào canh tân trong Chúa Thánh Thần. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiệp hội lan rộng đến các vùng khác nhau của Ý, vui lòng ban ơn toàn xá từ kho tàng thiên quốc của giáo hội theo những điều kiện thông thường, xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha. Các thành viên và những tín hữu thực sự sám hối có thể được lãnh ơn toàn xá từ ngày 1 tháng 11, 2024, lễ trọng các thánh, đến ngày 6 tháng 1, 2026, lễ trọng Chúa Hiển Linh, kết thúc năm thánh trọng thể hai nghìn hai mươi sắc lệnh giải thích thêm rằng ân xá cũng có thể được dành cho các linh hồn trong luyện ngục nếu các thành viên của phong trào hành hương bất kỳ địa điểm thánh thiêng nào phù hợp với phong trào và nhiệt thành tham gia cử hành năm thánh hoặc ít nhất là đọc kinh lạy cha và kinh tin kính và thêm những lời cầu nguyện sùng kính đức trinh nữ Maria. ân toàn xá cũng được ban cho người già cũng như và người bệnh và tất cả những người vì lý do nghiêm trọng không thể rời khỏi nhà nếu họ xa tránh mọi tội lỗi và có ý định chu toàn ba điều kiện này càng sớm càng tốt. Khi tham gia cách thiêng liêng vào các cử hành năm thánh và dâng lời cầu nguyện, những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống của họ lên Thiên Chúa nhân lành. Đối với Chủ tịch Giuseppe Contaldo, các ơn toàn xá là một công cụ quý giá giúp chúng ta tái khám phá lòng thương xót vô hạn của Thiên Chúa kết hợp các chiều kích của con người trong một tổng hợp tuyệt vời, tinh thần và thể xác. Khi đó, chúng ta có thể định nghĩa ơn toàn xá là ơn toàn diện và trọn vẹn của lòng thương xót Chúa, bổ sung theo một nghĩa nào đó, sự tha tội mà chúng ta nhận được khi linh mục xá tội cho chúng ta. Ơn toàn xá là dấu hiệu cho thấy tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng trong mọi trường hợp của tất cả những sự ác do con người thực hiện. Vật biểu tượng năm thánh Luce and Friends sẽ hiện diện tại hội trợ truyện tranh và trò chơi quốc tế. Lần đầu tiên Vatican tham dự hội trợ truyện tranh và trò chơi quốc tế Luca Comics and Games với gian hàng trưng bày vật biểu tượng chính thức của năm thánh Luce and Friends. Tại buổi họp báo về các sự kiện hướng đến năm thánh sắp tới, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, phụ trách tổ chức năm thánh cho biết, Bộ Loan báo tin mừng sẽ tham gia lễ hội Toscana, hội trợ quan trọng nhất ở châu Âu về truyện tranh, trò chơi, trò chơi điện tử, phim hoạt hình và các loại hình khác. Ngài bày tỏ niềm vui vì sự tham gia này. Đây sẽ là cơ hội để giới thiệu vật biểu tượng chính thức của năm thánh, Luz Ánh Sáng, một biểu tượng của niềm hy vọng và tình huynh đệ, những giá trị hoàn toàn phù hợp với chủ đề của lễ hội. Theo Đức Tổng Giám Mục, một chương trình giới thiệu như Luca Comics and Games, sẽ cho phép bộ của Tòa Thánh nói chuyện với các thế hệ trẻ về chủ đề hy vọng, hơn bao giờ hết, chủ đề trọng tâm trong sứ điệp tin mừng. Về phần giám đốc hội trợ, Emmanuel Vietina nhận xét, Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng khi Luca Comics and Games được bộ loan báo tin mừng chọn làm sự kiện đầu tiên giới thiệu Luz, vật biểu tượng đầu tiên của năm thánh thông thường với thế giới. Chúng tôi hy vọng lễ hội chỉ đại diện cho chặng đầu tiên của một hành trình dài hướng tới hòa nhập, chia sẻ và hy vọng. Vật biểu tượng Luce Ánh Sáng là một búp bê hành hương được làm theo phong cách văn hóa đại chúng và mang nhiều biểu tượng của người hành hương, cây thánh giá truyền giáo, cây gậy và đôi ủng bẩn vì đi bộ. Đức Hồn Giáo hội nhìn nhận thiệt hại do lạm dụng, nhưng độc thân linh mục không phải là nguyên nhân. Đức Hồn Sien O'Malley Tổng giám mục Boston và là chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên nhấn mạnh rằng độc thân linh mục, độc thân linh mục không phải là nguyên nhân gây ra nạn ấu dâm, nhưng nhấn mạnh nhu cầu cần có nhiều cải cách hơn trong giáo hội nhằm bảo vệ trẻ em tốt hơn. Tại cuộc họp báo ngày 29 tháng 10 năm 2020, trả lời câu hỏi của một nhà báo về mối liên hệ tiềm ẩn giữa độc thân linh mục và lạm dụng tình dục, Đức Hồng y O'Malley tuyên bố rằng Ngài chưa bao giờ thấy bất kỳ nghiên cứu nghiêm túc nào chỉ ra rằng độc thân linh mục và lạm dụng tính dục có liên quan. Ngài nói, chúng tôi nhận thức được thiệt hại to lớn mà ấu dâm đã gây ra cho uy tín của giáo hội và khả năng ngôn sứ của chúng ta trong xã hội. Và điều đó chỉ nhấn mạnh thêm tính cấp thiết của giáo hội trong việc cải cách chính mình để chúng ta có thể tiếp tục sứ mạng của Chúa Kitô và trở thành dấu chỉ tình yêu của người. Và vương quốc của Chúa là về công lý và sự thật. Và đây là những giá trị cốt lõi mà chúng ta đang nói đến ở đây. Bà Maud de Buquitio, một luật gia và người bảo vệ quyền trẻ em, đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên vào năm 2022, cũng tuyên bố rằng bà không thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa việc độc thân linh mục và tội lạm dụng tính dục trinh dục trẻ em. Bà nói, Tôi không thấy bất kỳ mối liên hệ nào. Lạm dụng tình dục trẻ em là một tội ác và những người phạm tội này có vấn đề liên quan đến trạng thái tâm lý của họ. Không có ngoại lệ nào cho điều này, không có lý do gì để bào chữa cho tội ác này. Trẻ em phải được tôn trọng về sự toàn vẹn của chúng, cả về thể chất và đạo đức. Vì vậy, dù có độc thân hay không, điều đó không quan trọng. Trẻ em phải được bảo vệ. Đức Hồng y O'Malley tuyên bố rằng Mục tiêu của Ủy ban Tòa Thánh mà ngài đã đứng đầu kể từ khi thành lập vào năm 2014 là làm mọi việc có thể để giải quyết tình trạng thiếu công lý và sự công nhận từ những người trong giáo hội. Ngài nói trong cuộc họp báo: "Nỗi đau khổ và vết thương của các bạn đã mở mắt chúng tôi ra trước thực tế rằng với tư cách là một giáo hội, chúng tôi đã không chăm sóc các nạn nhân và chúng tôi đã không bảo vệ các bạn và chúng tôi đã không hiểu các bạn khi các bạn cần chúng tôi nhất." Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này và những báo cáo sắp tới được biên soạn với sự giúp đỡ của các nạn nhân sẽ giúp đảm bảo cam kết chắc chắn rằng những sự việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa trong giáo hội. Giáo hội Công giáo Ukraine mất một nửa số giáo sứ tại các khu vực bị Nga chiếm đóng. Đức cha Maxim Ryabuka, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Donetsk cho biết, hơn hai năm rưỡi từ cuộc xâm lược của Nga, Giáo hội đã mất hơn một nửa số giáo sứ trong các khu vực bị chiếm đóng. Đức cha Riabukha nói với báo Avvenire, tương lai của Hội đồng Giám mục ý tình hình ngày càng đáng lo ngại. Chúng tôi đã mất hơn một nửa số giáo sứ và với sự tiến quân của quân đội nga, hàng chục nhà thờ khác đã phải sơ tán. Theo truyền thông ý, trong các nhà thờ ở các khu vực bị lực lượng nga chiếm giữ, không còn đồ dùng phục vụ cho các cử hành nữa. Tình hình hoang tàn nhưng giám mục Donetsk khẳng định các linh mục tiếp tục gần gũi với dân chúng và thăm viếng những người tị nạn. Đức cha thú nhận ngài là một giám mục trong giai đoạn đau thương, kịch tính, bất công, nhưng không thể làm gì được khi chứng kiến giáo hội của mình đang đau khổ. Đức cha cho biết, tại các khu vực bị Nga chiếm đóng, những người công khai nhận mình là công giáo đã bị biến mất, một số bị bắn, những người khác bị cầm tù mọi người không có quyền tự do tuyên xưng đức tin. Vì thế, theo ngài hơn bao giờ hết giờ đây, các linh mục cần phải thể hiện tình phụ tử. Điều đó có nghĩa đón nhận mọi người để nhắc nhở rằng họ không bao giờ đơn độc dưới bom đạn. Trong số những trải nghiệm đau đớn, Đức cha nhắc lại việc cha Bodan Geleta và cha Ivan Levitsky, linh mục dòng chúa cứu thế, bị quân Nga bắt và cầm tù hơn một năm. Cả hai được trả tự do vào tháng 6 vừa qua và Ngài lưu ý rằng câu chuyện của hai linh mục cho thấy sức mạnh của cầu nguyện là sự hỗ trợ quan trọng giữa những hành động tàn bạo. Đức cha nói, hai linh mục của chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi của giáo hội, giúp đối diện với cái ác, tra tấn, vô nhân đạo mà họ phải trải qua trong các phòng giam ở Nga. Và với cầu nguyện, tôi cũng hiệp thông với những cộng đoàn bị ngăn cản tôi đến thăm họ. Mỗi ngày tôi cầu xin Chúa bảo vệ họ giám mục phụ tá Tổng giáo phận Donetsk kết luận. Chúng tôi biết chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng tất cả chúng ta đều muốn điều này xảy ra càng sớm càng tốt và trong hòa bình nhân danh công lý. Khánh Thành khu vực đón tiếp chuẩn bị cho tín hữu viếng thăm đền thờ Thánh Phaero. Chiều ngày 31 tháng 10, 2024, trước sự hiện diện của thị trường Roma, ông Roberto Gualtieri, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Pharaoh và cũng là Chủ tịch Cơ quan Quản trị Đền Thờ, sẽ khánh thành khu vực chính thức của Đền Thờ dành để đón tiếp các tín hữu hành hương năm thánh, chuẩn bị cho họ viếng thăm Đền Thờ. Khu vực này bao gồm tất cả mọi người, nằm ở số 3A Đại lộ Hòa Giải, Viela Consiliacin. Đây là một trung tâm, nhưng trên hết là nơi chào đón và gặp gỡ trước khi các khách hành hương viếng thăm thực sự Đền Thờ. Ý nghĩa sâu sắc nhất của điểm mới này là sự gần gũi, hỗ trợ, hiện diện trong cuộc gặp gỡ với mọi người. Đền thờ và giáo hội hoàn vũ lắng nghe và đi ra thông qua một loạt các đề xuất trong năm chiều kích. Bắt đầu từ sự chào đón, được thể hiện thông qua sự chào đón và sự nồng nhiệt của nhân viên, những người sẽ trả lời tất cả thông tin được yêu cầu. Dịch vụ này hỗ trợ mọi nhu cầu, đặc biệt là trong những thời điểm có đông người tham dự. Sử dụng công nghệ thông qua đề xuất, năng động và thế hệ mới nhất thông qua các bức tường cảm ứng. Các trải nghiệm thực tế ảo giúp xem trước đền thờ để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, khám phá những chi tiết chưa hoàn toàn được biết đến, chẳng hạn như tán tre Bernini đã được trùng tu. Dự án này trước hết nhắm đến trẻ em và thanh thiếu niên, điều này sẽ dẫn đến sự tham gia của các trường học trong suốt năm thánh. Mục đích thiêng liêng Mục tiêu cuối cùng của trải nghiệm ở đền thờ được hiểu là sự gặp gỡ và kiến thức, với khả năng đăng ký các cuộc viếng thăm đặc biệt, cảm nghiệm bằng xúc giác dành cho người khiếm thị và tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật với các hướng dẫn viên được cơ quan quản trị đền thờ công nhận và thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách lành mạnh và có ý thức. Hơn nữa, tín hữu có thể có các cuộc đối thoại cá nhân với các tu sĩ và giáo dân sẵn sàng lắng nghe và đồng cảm. Trong khu vực chính thức, cũng như thông qua nhiều hoạt động minh họa, khách hành hương sẽ có thể mua những đồ vật độc quyền và chính thức có logo nguyên bản của đền thờ Thánh Ferro, thánh địa không có người hành hương và rất nghèo. Hani Al-Hayek, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Di sản Văn hóa của nhà nước Palestine cho biết tình hình kinh tế của người dân, đặc biệt là ở Bethlehem và Jerusalem rất bi đát do chiến tranh đang ngăn cản các cuộc hành hương. Đồng thời, các gia đình ra đi để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Điều này sẽ đồng nghĩa với việc dân số Kitô giáo trong khu vực sẽ giảm thêm. Bên cạnh cuộc chiến bom đạn, còn có cuộc chiến khác mà thường dân phải trả giá đắt. Đó là cuộc chiến gây ra những ảnh hưởng kinh tế đối với người dân Palestine do không có nguồn thu nhập. Phần lớn người dân Palestine ở Belem và Jerusalem làm việc trong lĩnh vực du lịch khách sạn. Do đó, việc đình chỉ các chuyến hành hương và đình chỉ giấy phép xuất cảnh đối với người đi làm ở Israel đã khiến phần lớn người dân rơi vào tình trạng nghèo đói. Ngành du lịch tại Thánh Địa gặp khó khăn. Chia sẻ với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Di sản Văn hóa của nhà nước Palestine cho biết, du lịch là nguồn thu nhập chính của người Palestine, nhưng cuộc tấn công của Israel vào Gaza, Bờ Tây và Liban từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đang tác động khủng khiếp đến nền kinh tế ngành du lịch và người lao động. Cả lượng khách đến từ nước ngoài và du lịch trong nước đều ghi nhận sự sụt giảm hoàn toàn. Các ước tính của chúng tôi cho biết rằng chúng tôi đang mất hơn 2,5 triệu đô la doanh thu mỗi ngày. Riêng Belém mất 1,4 triệu. Ít nhất 12.000 nhân viên hoạt động du lịch đã bị sa thải. Tại Belém, ít nhất 6.000 nhân viên du lịch khách sạn mất việc nhưng cần phải bổ sung thêm hàng ngàn công nhân vào số này những người mà chúng ta có thể định nghĩa là các ngành công nghiệp liên quan thương nhân tài xế taxi và nghệ nhân chế tạo các đồ vật tôn giáo bằng gỗ ô liu số Kitô hữu trong vùng suy giảm hậu quả theo ông Hani Al Hayek là nhiều gia đình rời bỏ Palestine để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và con cái họ vì phần lớn người lao động tham gia vào lĩnh vực du lịch và hành hương là Kitô hữu cuộc di cư này sẽ bao hàm sự giảm bớt hơn nữa số Kitô hữu trong khu vực. Bộ trưởng Bộ Du lịch và Di sản Văn hóa của nhà nước Palestine cho biết thêm rằng bộ của ông đang đang hợp tác với các cộng đồng Kitô giáo nghiên cứu các dự án sẽ hỗ trợ người dân khởi động lại hoạt động sau khi chiến tranh kết thúc. Những người hành hương Kitô giáo chiếm 70% tổng số người hành hương đến thăm Palestine. Do đó, Họ là nhân tố quan trọng trong sự phát triển của ngành du lịch trong khu vực. Đức Tổng giám mục Mark O'Toole chào mừng nghị viện bác bỏ hợp pháp hóa trợ tử ở xứ Wales và Anh. Tổng giám mục Mark O'Toole của Tổng giáo phận Công giáo Cardiff và giáo phận Menevia chào mừng việc nghị viện xứ Wales bác bỏ đề nghị hợp pháp hóa trợ tử, đồng thời nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho những người dễ bị tổn thương nhất. Vatican News Nghị viện Wells đề xuất một luật mới nhằm hợp pháp hóa trợ tử ở xứ Wells và Anh, nhưng đã bị bác bỏ với tỷ lệ 26-19 vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Bộ trưởng thứ nhất, Elunet Morgan và Bộ trưởng Y tế Jeremy Miles là những người bỏ phiếu chống đề xuất này. Chào mừng kết quả bỏ phiếu, Đức Tổng Giám mục Mark O'Toole nói, Sự ủng hộ đối với những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta, những người rõ ràng bị đe dọa bởi luật được đề xuất, là điều đáng mừng. Tôi rất vui khi thấy rằng đa số ở nghị viện đã bỏ phiếu chống một động thái khuyến khích luật trợ tử. Kết quả này diễn ra trước cuộc bỏ phiếu về dự luật trợ tử do nghị sĩ Đảng Lao động Liz Beater đưa ra vào ngày 29 tháng 11. Dự luật này đề xuất hợp pháp hóa trợ tử ở Anh và xứ Wales. Mặc dù nghị viện không có thẩm quyền để đưa ra luật, nhưng cuộc bỏ phiếu này mang tính biểu tượng và được coi là hướng dẫn về cách xứ Wales sẽ bỏ phiếu trong dự luật của nghị sĩ đảng lao động Lee Peter. Việc bác bỏ đề xuất của xứ Wales được coi là có ý nghĩa quan trọng vì nó cho thấy quốc hội xứ Wales, bao gồm cả lãnh đạo của cơ quan này, phản đối chế độ trợ tử tại xứ Wales. Đức Tổng giám mục O'Toole kêu gọi các tín hữu công giáo không nên ngủ quên trên chiến thắng, nhưng tích cực tham gia vào việc lên tiếng phản đối dự luật Lee Peter. Điều này được thể hiện qua việc các tín hữu viết thư cho các đại biểu quốc hội để bày tỏ mối quan ngại của họ về luật được đề xuất hiện đang được trình lên Quốc hội Vương quốc Anh và khuyến khích họ không bỏ phiếu cho luật này. Trước kết quả bỏ phiếu này, các nhóm ủng hộ quyền sống ở Anh cũng đã nhanh chóng chào mừng quyết định mang tính bước ngoặt ở xứ Wales. Phát ngôn viên của Right to Life UK, bà Catherine Robinson nói, Cuộc bỏ phiếu này cho thấy Quốc hội xứ Wales rõ ràng phản đối việc Westminster áp đặt luật trợ tự cho xứ Wales, với chưa đến một phần ba số thành viên nghị viện bỏ phiếu ủng hộ. Theo bà, hợp pháp hóa trợ tử gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong bối cảnh hệ thống chăm sóc y tế quá tải. Vương quốc Anh phải ưu tiên chăm sóc giảm nhẹ, được tài trợ hợp lý, chất lượng cao cho những người đang ở giai đoạn cuối đời, chứ không phải trợ tử. Đức Hồng Y. Pizabala mạnh mẽ phê bình Israel cấm tổ chức cứu trợ Palestine. Cùng với các vị lãnh đạo chính trị thế giới, Đức Hồng Y. Pierre Battista Pizabala, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, mạnh mẽ phê bình quyết định của chính phủ Israel cấm tổ chức của Liên Hiệp Quốc cứu trợ nhân dân Palestine, gọi tắt là UNRWA, không được hoạt động trên lãnh thổ Israel với trụ sở trung ương ở đông Jerusalem. Với đại đa số phiếu, chiều thứ hai, ngày 28 tháng 10, Quốc hội Lưỡng viện của Israel đã thông qua luật cấm tổ chức UNRWA không được hoạt động, với lý do vì có những thành phần Hamas lèn vào tổ chức này để tấn công Israel. Tuyên bố với phái viên hãng tin công giáo Đức KNA ở Jerusalem hôm 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y nói, Nay là lúc nghĩ đến tương lai và đời sống xứng đáng của nhân dân Palestine, chứ không phải gây tủi nhục thêm cho họ bằng những biện pháp trừng phạt tập thể một điều thực tiễn hơn, đó là chấn chỉnh tổ chức UNWA. Nhưng luật mới của Israel là một quyết định thê thảm, càng làm cho tình hình khủng khiếp hơn và có những hậu quả kinh khủng đối với một dân tộc đã bị thử thách quá nhiều. Đức Hồng Y Pisabala bày tỏ lo âu cho số phận của hàng trăm ngàn người Palestina tùy thuộc sự giúp đỡ của cơ quan cứu trợ này để sống sót. Vấn đề bây giờ là điều gì sẽ xảy ra cho những người Palestine này, ai sẽ cứu giúp họ. Biện pháp của Israel chống tổ chức un World War đã bị thế giới lên án. Luật này vi phạm công pháp quốc tế và vi phạm chính những nghĩa vụ của Israel đối với người Palestine, như lời phê bình của Trung tâm Luật pháp Adala về người thiểu số của Israel. Luật này chủ tâm tước đoạt quy chế tị nạn của hơn 2 triệu 500 ngàn người Palestine và quyền hồi hương của họ. Bộ Ngoại giao Palestine đã mạnh mẽ phê bình việc làm của chính phủ Israel là vi phạm trầm trọng công pháp quốc tế ông antonio guterres tổng thư ký liên hiệp quốc cảnh giác chống lại luật mới của israel và nói rằng không có giải pháp nào khác ngoài tổ chức un world war còn ông philip lazarini tổng giám đốc tổ chức này gọi việc làm của israel là một tiền lệ nguy hiểm vi phạm các nghĩa vụ của israel theo công pháp quốc tế những luật này của israel càng gia tăng đau khổ của nhân dân israel và không gì khác hơn là một sự trừng phạt tập thể một nhóm các nữ đan sĩ Cát Minh ở Texas bị trục xuất khỏi đời tu trì. Một nhóm nữ đan sĩ dòng kín Cát Minh ở giáo phận Fort Worth, bang Texas, bên Mỹ, đã bị trục xuất khỏi đời tu vì bất tuân phục Đức Thánh Cha, Bộ Tu Sĩ, Giám mục Giáo phận và các bề trên của dòng, nhất là đã đi theo huynh đoàn Thánh Pio ly khai với giáo hội công giáo. Quyết định trên đây kết thúc cuộc tranh chấp lâu dài giữa các đan sĩ này với Đức Giám mục Giáo phận và với Tòa Thánh. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, trang mang của giáo phận Fort Worth đã đăng thông cáo của mẹ Marie Nhập Thể, Chủ tịch Hiệp hội Chúa Kitô Vua, gửi toàn thể giáo phận địa phương để thông báo quyết định rằng các nữ đan sĩ đan viện cắt Minh nhặt phép, quen gọi là dòng kín cắt Minh ở Arlington, Texas, bị trục xuất khỏi dòng và hồi tục sau hơn một năm bất chấp các mệnh lệnh của cấp trên. Sự trục xuất này kết thúc một cuộc tranh chấp đau thương và phân rẽ giữa các nữ đàn sĩ này với giáo quyền từ đức cha Michael Olson, giám mục sở tại cho tới tòa thánh. Cuộc tranh chấp bắt đầu năm ngoái khi đức cha Olson mở cuộc điều tra về đan viện ở Arlington sau những vụ tố cáo mẹ bề trên Teresa Agnes Gerlach của đan viện Chúa Ba Ngôi gian díu với một linh mục. Các nữ tu thuộc đan viện đã đệ đơn kiện hồi tháng 5 năm ngoái để chống lại cuộc điều tra của đức cha Olson với lời cáo buộc Đức Cha đã vi phạm cuộc sống riêng tư và gây hại cho an sinh thể lý, tâm lý của các nữ tu. Đức Cha Olson đã trục xuất nữ tu Gerlach khỏi đời tu. Tháng 4 năm nay, Bộ Các Dòng Tu tuyên bố rằng Hiệp hội Chúa Kitô Vua ở Mỹ có thẩm quyền giám sát việc cai quản, kỷ luật, học vấn, tài sản, các quyền và đặc ân của Đan Viện Chúa Ba Ngôi. Nhưng các nữ tu bất chấp lệnh của Tòa Thánh và tuyên bố đi theo huynh đoàn Thánh Pio một nhóm thủ cựu không hiệp thông với giáo hội công giáo. Trong thông cáo ngày 28 tháng 10 nói trên, mẹ Marie nhập thể khẳng định rằng các nữ đàn sĩ Cát Minh ở Arlington liên tục bất chấp thẩm quyền của bộ các dòng tu, phủ nhận thẩm quyền của Đức Giám mục Bản quyền và của chính mẹ Marie nhập thể, trong tư cách là bề trên hợp pháp, đồng thời theo huynh đoàn Thánh Piothin, bất hợp pháp. Ngoài ra, các nữ tu đã tự ý giao nữ đàn viện và tài sản của đan viện này vốn là tài sản của giáo hội công giáo theo giáo luật cho một tổ chức đời. Vì thế, chính những hành động đã biến các nữ tu này không còn là tu sĩ công giáo nữa. Giáo hội Ukraine mất một nửa số giáo sứ tại vùng bị Nga chiếm đóng. Giáo hội công giáo Ukraine, nghi lễ đồng phương bị mất một nửa số giáo sứ tại các vùng bị Nga chiếm đóng, hơn hai năm rưỡi sau khi bắt đầu chiến tranh xâm lăng của Nga trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo tương lai Venire, số ra ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức cha Maxim Ryabukha, 44 tuổi, tân giám mục giáo phận Donetsk, ở miền đông Ukraine, mô tả tình hình tại miền này ngày càng đáng lo âu. Ngài nói, chúng tôi đã mất hơn một nửa số giáo sứ. Với sự tiến quân của Nga, hàng chục giáo sứ khác đã phải di tản. Giáo phận của Đức cha một phần ở dưới sự kiểm soát của Nga và bị chia cắt với 500 cây số chiến hào. Đức cha cho biết các linh mục vẫn gần gũi dân chúng và viếng thăm những người tị nạn đã rời bỏ gia cư của họ, và chính ngài đang là một giám giám mục trong thời kỳ đau khổ, bi thảm và bất lực khi nhìn giáo phận đau khổ của mình. Theo báo chí ý, tại các nhà thờ giáo xứ Pokrovka, Minorat và Kostiantynivka là vùng bị nga chiếm đóng, không còn các ghế dài, các vật dụng hoặc phẩm phục phụng vụ cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Riabuka cho biết tại những vùng bị Nga chiếm đóng, những người công khai xưng mình là công giáo bị mất tích, một số người bị bắn chết, những người khác bị cầm tù không còn quyền tự do tuyên xưng đức tin. Đức cha nói: "Các tín hữu của chúng tôi tiếp tục bảo rằng, chúng con tiếp tục kiên trì nhưng giống như bị nhốt trong tù vậy." Trong số những cảm nghiệm đau thương, Đức cha Riabuka nhắc đến vụ cầm tù hai linh mục thuộc quyền là Cha Bogdan Geleta và Ivan Levitsky bị cầm tù trong hơn một năm sau khi bị quân Nga bắt ở Berdyansk. Cả hai được trả tự do hồi tháng 6 năm nay. Và Đức Cha nói rằng vụ hai linh mục này chứng tỏ sức mạnh của lời cầu nguyện, là một nâng đỡ sinh tử giữa những hành vi tàn bạo. Hai linh mục của chúng tôi cảm thấy sự gần gũi của giáo hội, giúp họ kiên vững trước sự ác, tra tấn, những đối xử vô nhân đạo đã phải chịu trong các nhà tù của Nga cũng nhờ kinh nguyện mà tôi cảm thấy gần gũi với những cộng đoàn mà họ cấm cản không cho tôi đến viếng thăm. Hàng ngày tôi cầu xin Chúa bảo vệ các tín hữu ấy. Đức Cha Ryabukha cũng thường xuyên viếng thăm các binh sĩ Ukraine. Nhiều người trong số họ là những người cha gia đình trước chiến tranh và có những người là cựu học sinh Don Bosco. Nhưng họ bỏ sang một bên những dự án riêng của họ để dấn thân bảo vệ đất nước. Chúng tôi biết rằng chiến tranh sẽ chấm dứt, nhưng tất cả chúng tôi đều mong nó chấm dứt càng sớm càng tốt và với hòa bình nhân danh công lý. Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em công bố phúc trình đầu tiên. Trưa ngày 29 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y San O'Malley, dòng Cappuccino, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để công bố phúc trình thường niên đầu tiên năm 2023 về nạn lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội. Việc soạn và công bố phúc trình là do yêu cầu của Đức Thánh Cha. Ủy ban này được thành lập năm 2014 với mục đích đề nghị với Đức Giáo Hoàng những biện pháp để bảo vệ trẻ em và những người lớn dễ bị tổn thương chống lại mọi lạm dụng tính dục và những hình thức lạm dụng khác. Đồng thời, Ủy ban cung cấp những chỉ dẫn và lời khuyên cho các vị hữu trách tại các giáo hội địa phương các dòng tu và Caritas về cách thức tốt nhất để đối phó với những vụ lạm dụng và làm thế nào để phòng ngừa chúng. Phúc trình dài khoảng 50 trang trình bày thông tin về các biện pháp của giáo hội và thủ tục tại nhiều nước trong năm 2022. Ủy ban tòa thánh cho biết không thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về con số các vụ lạm dụng hoặc tình trạng các thủ tục theo giáo luật ở các nơi trên thế giới. Các dữ kiện vẫn còn thiếu từ nhiều nước. Thay vào đó, Phúc Trình chứa đựng nhiều đề nghị. Phúc Trình mới công bố đặc biệt nói về tình hình các hội đồng giám mục tại Á Phi và một số hội đồng giám mục Âu Châu và Mỹ, cũng như dòng nữ thừa sai đức mẹ An ủi, Consolata và dòng nam chúa Thánh Thần. Trong buổi giới thiệu, Đức Hồng Y e. O'Malley nói với những người trực tiếp bị thương tổn rằng Đau khổ và sự tổn thương của anh chị em đã mở mắt chúng tôi về sự kiện trong tư cách là giáo hội, chúng tôi đã thất bại trong việc săn sóc các nạn nhân và không bảo vệ được anh chị em và đã từ khước hiểu anh chị em khi anh chị em cần chúng tôi nhất. Không có gì chúng tôi sẽ làm được xem là đủ để hoàn toàn chữa lành những gì đã xảy ra cho anh chị em. Đức Hồng Y. O'Malley hy vọng phúc trình này sẽ củng cố lời hứa làm sao để những vụ lạm dụng ấy không bao giờ xảy ra trong giáo hội nữa. Đức Hồng Y cũng nói rằng Ngài không biết có nghiên cứu khoa học nghiêm túc nào chứng tỏ được có sự liên hệ giữa sự độc thân của các linh mục và nạn lạm dụng trẻ em. Trong cuộc họp báo, trên bàn chủ tọa cũng có ông Maud de Boer người Hòa Lan, từng trình viên lâu năm của Liên Hiệp Quốc về nạn khai thác tình dục trẻ em. Ông bày tỏ sự đồng ý với Đức Hồng Y. Làm tình, lạm dụng tình dục trẻ em là một tội ác, và kẻ phạm tội này là người bị bệnh hoạn tâm trí cần được chữa trị. Đáp câu hỏi của một ký giả người Đức, Đức Hồng Y O'Malley giải thích rằng, Ngài có biết cuộc tranh luận tại Đức về vấn đề này, nhưng các nước khác biết rằng sự độc thân không phải là nguyên do gây ra nạn loạn dục trẻ em. Điều này không thay đổi sự kiện xì căng đan đã làm thương tổn nặng nề cho uy tín của giáo hội. Và giáo hội cần luôn luôn cài tổ bản thân để có thể tiếp tục thi hành sứ mạng. Đức Thánh Cha lên án Israel giết hại các nạn nhân vô tội ở Gaza trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 30 tháng 10 vừa qua dành cho 20.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Francisco lên án sự sát hại những người vô tội ở Gaza. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những nước đang phải chịu thảm cảnh chiến tranh như tại Ukraine, Palestine, Israel, Myanmar, Congo với miền Kivu, đồng thời nói rằng chiến tranh luôn luôn là một thất bại. Hôm qua, tôi thấy có 150 người vô tội bị bắn chết. Các trẻ em, các gia đình can dự gì đến chiến tranh này? Họ là những nạn nhân đầu tiên. Nguyên tại Gaza, ngày 29 tháng 10 vừa qua là ngày đẫm máu nhất từ đầu chiến tranh. Sở Bảo vệ Dân sự Palestine nói là có 770 người bị giết trong vòng 19 ngày qua tại Gaza. Các nạn nhân khác ngày hôm qua được thêm vào sau khi quân Israel oanh kích hàng chục gia cư ở vùng Manara, mạn nam Khan Yunis, giết hại 14 trẻ em, trong đó có 6 em cùng thuộc một gia đình. Các trẻ em bị giết có lẽ vì nhà cửa bị sập, bị ngạt vì khói của các tên lửa từ Israel, theo các nguồn tin địa phương. Cũng vậy, khi quân đội Israel tràn vào nhà thương Kamal Adwan ở Beit Lahia, mạn Bắc Gaza, là một trong vài nhà thương còn hoạt động, nơi có 150 người, gồm bệnh nhân và nhân viên y tế bị kẹt trong sân chính của nhà thương. Theo đài truyền hình Al Jazeera, chiến xa Israel đã bắn vào nhà thương và phá hủy một trạm dưỡng khí. Ngoài ra, một tòa nhà 5 lầu ở Beit Lahia, phía bắc Gaza, đã bị dội bom. Khoảng 10% các nạn nhân được kiểm chứng và ít nhất có 40 người mất tích còn nằm dưới những đống gạch vụ. Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha phép thêm sức đối với mỗi tín hữu là lễ hiện xuống đối với toàn thể giáo hội sáng thứ tư, ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến khoảng 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Sau khi Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu, từ lúc 8 giờ 45, ngài lên tới thềm đền thờ và buổi tiếp kiến bắt đầu với phần lắng nghe lời Chúa qua một đoạn trích từ sách Tông đồ công vụ CV8. 14, 17, các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân Samaria đã đón nhận lời Thiên Chúa thì cử ông Phêrô và Doan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được thánh thần. Vì thánh thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chịu phép rửa nhân danh chúa Giêsu. Bây giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được thánh thần. Bài huấn giáo trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về thánh thần và hôn thê. Chúa Thánh Linh hướng dẫn dân chúa gặp gỡ chúa. Giêu là niềm hy vọng của chúng ta. Bài thứ 11 này có tựa đề, người đã sức dầu và đóng ấn tính trên chúng tôi thêm sức, bí tích của Chúa Thánh Thần. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến. Chào anh chị em. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong đời sống của giáo hội qua các bí tích. Hoạt động thánh hóa của Chúa Thánh Thần đến với chúng ta qua hai kênh, lời Chúa và các bí tích. Và trong số tất cả các bí tích, có một bí tích trỗi vượt là bí tích của Chúa Thánh Thần, và hôm nay, Tôi muốn dừng lại nơi bí tích này. Như anh chị em đã hiểu, đó là bí tích thêm sức. Trong Tân Ước, ngoài bí tích rửa tội với nước, có một nghi thức khác được nói đến, đó là nghi thức đặt tay, với mục đích thông truyền thánh thần một cách hữu hình và theo thể thức đoàn sủng, với những công hiệu tương tự như những công hiệu trên các. Tông đồ trong ngày lễ hiện xuống. Tông đồ công vụ kể lại một giai thoại ý nghĩa về vấn đề này. Sau khi được biết ở Samaria một số người đã đón nhận lời Chúa, từ Jerusalem, ông Phi-rô và ông Doan được gửi đến. Sách Tông Đồ Công Vụ kể, họ xuống và cầu nguyện cho họ để họ nhận được Chúa Thánh Thần. Thực vậy, Chúa chưa ngự xuống trên một ai trong số họ, và họ chỉ được rửa nhân danh Chúa Gieo mà thôi. Bây giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ lãnh nhận Thánh Thần, 8, 14, 17. Thêm vào đó, có điều Thánh Phaolô mô tả trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto cho chính Thiên Chúa thêm sức cho chúng tôi, cùng với anh chị em, trong Chúa Kitô và đã sức dầu cho chúng tôi, đã đóng ấn cho chúng tôi và ban cho chúng tôi bảo chứng của Thánh Thần trong tâm hồn. 1. 21-22 Đề tài Chúa Thánh Thần như dấu ấn vương giả, qua đó Chúa gieo đánh dấu các chiên của Ngài là căn cội đạo lý về dấu ấn không thể xóa nhòa, hệ được ban qua. Nghi thức này Bí tích riêng biệt qua dòng thời gian, nghi thức sức dầu thêm sức trở thành một bí tích riêng, và có hình thức cũng như nội dung khác nhau qua các thời đại và trong các nghi thức khác nhau của giáo hội. Đây không phải là nơi trình bày lịch sử khá phức tạp về vấn đề này, tôi chỉ mô tả một cách đơn sơ và rõ ràng, rút từ sách giáo lý cho người lớn của hội đồng giám mục ý, dạy thế này, phép thêm sức đối với mỗi tín hữu là lễ hiện xuống đối với toàn thể giáo hội. Phép thêm sức cũng cố sự tháp nhập vào Chúa Kitô và vào giáo hội, đã có khi chịu phép rửa tội và sự thánh hiến để thi hành sứ vụ ngôn sứ vương giả và tư tế. Bí tích này thông ban dồi dào các hồng ân của Chúa Thánh Thần. Vì thế, nếu bí tích rửa tội là bí tích khai sinh, thì bí tích thêm sức là bí tích làm chứng, vì chứng tá này có liên hệ chặt chẽ với sự trưởng thành của đời. Sống Kitô, La Verit VF Liberi Sách giáo lý người lớn Liberia Edit Vatican, 1995, p. 324 vai trò của bí tích thêm sức vấn đề là làm thế nào để bí tích thêm sức không bị thu hẹp trong thực hành vào một thứ bí tích sức dầu nghĩa là bí tích giả từ khỏi giáo hội nhưng là bí tích khởi sự tham gia tích cực vào đời sống của hội thánh đó là một mức đến đối với chúng ta có vẻ là không thể được đứng trước tình trạng hiện nay phần nào trên toàn thế giáo hội nhưng không phải vì thế mà chúng ta phải ngưng theo đuổi nó không phải tất cả những người chịu phép thêm sức các thiếu niên và người lớn đều như thế nhưng điều quan trọng là ít nhất đối với một số người sau này sẽ là những linh hoạt viên của cộng đoàn với mục đích đó để được giúp đỡ trong việc chuẩn bị bí tích thêm sức có thể dùng các tín hữu giáo dân đã đích thân gặp gỡ chúa gieo và đã có kinh nghiệm thực sự về chúa thánh thần một số người nói là đã sống kinh nghiệm ấy như một sự triển nở của bí tích thêm sức mà họ đã lãnh nhận khi còn là thiếu niên ảnh hưởng của bí tích thêm sức nhưng điều này không phải chỉ liên hệ tới những người sẽ chịu phép thêm sức, nó cũng có liên quan đến tất cả chúng ta và trong mọi lúc. Cùng với bí tích thêm sức và bí tích sức dầu, chúng ta đã lãnh nhận, Thánh Phao Lô Tông Đồ cam kết cả bảo chứng của thánh thần mà ở nơi khác gọi là những hoa quả đầu mùa của thánh thần, RM8,23. Chúng ta phải sử dụng bảo chứng này, nếm hưởng những hoa trái đầu mùa này, chứ không chôn vùi dưới đất những đoàn sủng và tài năng đã lãnh nhận. Thánh Phao Lô nhắn nhủ môn đệ Timothy hãy tái khởi động ơn Chúa đã lãnh nhận qua việc đặt tay 2T, 1,6, và động từ được sử dụng gợi lên hình ảnh của người thổi vào lửa để làm cho lửa tái bùng lên. Đó là một mục tiêu thật đẹp đối với năm thánh. Gạt bỏ những cho tàn của tập quán và ương lười để trở thành như những người mang đuốc thế vận Olympic, những người mang ngọn lửa của thánh thần. Xin Chúa Thánh thần giúp chúng ta thực hiện vài bước tiến theo chiều hướng đó.Chào thăm và kêu gọi bài huấn giáo của Đức Thánh Cha bằng tiếng Ý lần lượt được các độc viên trình bày phần tóm tắt bằng 8 thứ tiếng, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha.Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ Guadalupe, từ giáo phận Paris, Belfort, Montpellier và Lavang. Ngài nói: chúng ta hãy tái thấp lên nơi chúng ta hồng ân chúa thánh thần mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép thêm sức để làm chứng cho những người thời nay về tình yêu của thiên chúa đối với tất cả mọi người qua cuộc sống của chúng ta khi chào các tín hữu ba lan đức thánh cha mời gọi họ quan tâm hơn đến những người đang chuẩn bị chịu phép thêm sức và nói rằng ước gì kết quả của thượng hội đồng giám mục vừa kết thúc có thể khơi lên một sự cởi mở mới đối với tác động của chúa thánh thần và một sự nhạy cảm đối với lối đồng hành đồng nghị trong các cộng đoàn của anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc đến tên của nhiều phái đoàn hành hương, rồi chào những người trẻ, bệnh nhân, các đôi tân hôn và người cao niên, đồng thời nói rằng, chúng ta đang đến gần đại lễ các thánh. Tôi mời gọi anh chị em hãy sống lễ này của năm phụng vụ, trong đó giáo hội muốn nhắc nhớ một khía cạnh thiết yếu của thực tại giáo hội, đó là các anh chị em đi trước chúng đang hưởng kiến Chúa Cha trong vinh quang thiên quốc. Họ muốn hiệp thông với chúng ta để giúp chúng ta đạt tới mục tiêu đang chờ đợi chúng ta. Buổi tiếp kiến chung được kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Con xin cảm ơn cộng đoàn đã nghe tin giáo hội công giáo ngày mùng 1 tháng 11. Con xin khép lại bản tin giáo hội công giáo ở đây và xin hẹn cộng đoàn ở những bản tin tiếp theo. Con xin chào tạm biệt cộng đoàn và kính chúc cộng đoàn ngày mới an bình, vui tươi và hạnh phúc trong Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse cùng các thánh nam nữ ở trên trời.